hòa tan glucose trong nước ở nhiệt độ thường. Các em quan sát xem glucose có tan trong nước không nhé. Hòa tan saccharose trong nước ở nhiệt độ thường. Các em quan sát tính tan của nó trong nước nhé. Còn bây giờ chúng ta làm thí nghiệm hòa tan tinh bột và cellulose vào nước ở nhiệt độ thường. Các em quan sát chúng có tan không nhé. Còn bây giờ chúng ta đun nóng lên nào. Các em quan sát chúng xem có gì thay đổi không, hãy ghi lại nhé.